前进了乐器琴，夏天偷去听，不见声音。
始匆匆走过，不令我有百感生，记挂那一片景象缤纷。随风轻轻吹到，你步进了我的心，才一息间改变我一生。付出多少热诚也无法去计得真，却也不需再惊惧风雨侵。吹呀吹，让这风吹没干眼眸里亮晶的眼泪。吹呀吹，让这风吹哀伤通通带走。在变幻，浮云渐散，平淡中的璀璨，这个夜晚不再冷。啊啊，惨一生参不透这条难题，吞风吻雨葬落日未曾彷徨，雪径也未绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂。凭这两人与百臂或千手不能防，天阔阔雪漫漫共谁同行。这沙滚滚水皱皱笑做浪荡，贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬。通风吻雨葬落日未曾彷徨，欺山赶海浅雪径也未绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂。凭这两人与百臂或千手不能，天阔阔雪漫漫共谁同行，这沙滚滚水皱皱笑着浪荡，贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬。沸腾着的不安着的。Rồi chào cả nhà, âm thanh nghe được không ạ? Có lớn quá không? Âm thanh có lớn quá không ạ? Cái âm thanh nha. Ok, cảm ơn các bạn. Âm thanh nghe được ha. Rồi, cái buổi Zoom hôm nay á, cũng hơi bất ngờ. Tại vì mình mới đi ăn tiệc cùng gia đình về. Lên thường mình online mình quay, cũng chỉ có online lên chat với các anh em bên group chat cộng đồng nè. Nói chung là cũng rảnh cho nên làm một cái buổi Zoom cùng các anh em bên cộng đồng. Tại vì hai ngày hôm nay có một số anh chị đặt một số câu hỏi về cái bất động sản. Các bạn ốp cái mic nhé để tránh có cái những bạn khác nó nghe cái cọc âm á. Ví dụ anh em nào cần câu hỏi có thể là chat lên đây nè, có thể viết lên đây hoặc là bật cái mic nói, thì khi các bạn nói thì mình sẽ im lặng để mình và mọi người cùng nghe luôn, đúng không ạ? Đấy, rồi ok, chúng ta quay lại tiếp nhé. Đầu tiên để nhận định về cái như thường lệ mỗi cái buổi Zoom đầu tiên á, mỗi cái buổi Zoom ở phần đầu thì mình luôn sẽ nhận định về cái chạc để cho anh em chúng ta sau cái buổi Zoom chúng ta kiếm được tiền cho đó, thấy không ạ? Và bây giờ về BKC, lúc nãy thấy trên group có nhiều bạn nói là sale còn 50k sale xuống. Các bạn rất là dở khi mà sale từ cái 50k sale xuống, bởi vì các bạn làm như vậy thì nó, các bạn sale như vậy thì nó là ngược trend. Và các bạn phải hiểu là các bạn vào thị trường này để các bạn kiếm tiền. Nếu các bạn sale còn 50k sale xuống á, thì các bạn phải chốt non, lãi là chốt đi. Ví dụ ở đây là cái ngưỡng 50k, đây là cái ngưỡng số tròn, các bạn thấy không? 50k. Ở đây nó cũng là 50k nhưng nó là 507, ở đây là 500. Thấy không ạ? Và các bạn nhìn cái râu nè, nó lên 50k nó rút xuống. Nếu các bạn đang sale 50k, các bạn chốt ở những cái ngưỡng này thì ok, các bạn còn tỷ lệ thắng được cao. Còn nhiều bạn lại bảo là treo một cái lệnh từ 50k sale xuống đến 10k, làm sao có chuyện đó các bạn? Các bạn đang bỏ tiền của mình ra để đi thử một cái điều mà nó không hề có kết quả. Tại vì sao? Tại vì rõ ràng Bitcoin nó đang là một cái đà tăng mà chúng ta đi, đối với trader chuyên nghiệp thì nó chỉ có buy chứ nó không có sell. Mà các bạn đi sell thì có nghĩa là bản chất các bạn phải kiếm tiền, mà các bạn đang muốn chinh phục cái đỉnh, các bạn muốn chứng minh cho mọi người thấy là các bạn sell đúng ngay cái đỉnh 50k và các bạn gồng đến 10k. Các bạn đang muốn chứng minh cho market thấy là các bạn đúng, các bạn kỹ thuật giỏi và các bạn bắt đúng cái đỉnh,
Có khi các bạn xác định là các bạn đang muốn làm cái điều đó hay là các bạn đang muốn kiếm tiền. Nếu các bạn đang muốn làm điều đó thì các bạn đừng có quan tâm tiền. Đúng không ạ? Thả cái cục tiền đó trong mà sale x5, x10, x50, x100 cũng được. Hên hên nó rớt về 10k thì lúc đó chúng ta làm được một cú lịch sử để cho con cháu chúng ta. Đúng không? Còn nếu mà nó không rớt về thì chúng ta mất tiền. Và nếu mà có mất tiền đi chăng nữa ở cái đoạn đó thì đừng có chửi cái lọ cái chai. Nhiều ông cứ sale từ 35 rồi 40 rồi 40 nó giật lên 45 rồi cũng sale rồi lên 47 cũng sale. Về lên đến 50 vẫn sale. Thế thì cô không hiểu các ông là đang đang muốn kiếm tiền hay đang muốn chứng minh cái gì đó với market. Bản chất Bitcoin hiện giờ nó lên như rồng, như cọp, như hổ gì đó. Cái lực nó lên rất là mạnh. Và đặc biệt những cái con số tròn như vừa rồi, có một số bạn học viên bạn nói là thầy ơi, em buy nhưng mà 50k em không kịp chốt. Em chốt ngay cái ngưỡng 50k thì nó về đó nó bị lệch số. Không ạ? À? Và cái ngưỡng số tròn là một cái ngưỡng tâm lý, ví dụ 50k, 40k, 30k. Những chỗ đó các bạn đừng có dại dột mà các bạn chốt ngay số tròn. Các bạn hãy chốt trước nó sẽ an toàn hơn. Đúng không ạ? Ví dụ như sáng nay là nó có lên một cái cú là lên đến đây nè, 49 chín mấy nè, lên cái ngưỡng này nè. Sau đó nó cột xuống. Và sau đó nó lại thử thách thêm một lần là lên tiếp, nó lại lên tiếp 50k nhưng có một số người không khớp bởi vì cái chạc này cái chạc trên biên cái chạc trên Binance trên biên bông gì đó nó sẽ không có khớp. Một số sàn nó sẽ không khớp tròn 50k mà nó lại cột xuống. Và bây giờ nó lại giật lên trên cả 50k. Các bạn thấy không ạ? Mà các bạn rõ ràng các bạn đừng có đem cái 50k ra thử thách với Bitcoin, nó đang phá đấy. Nó đang phá đấy. Đúng không? Chúng ta nhìn thử xem nó đang phá cái cấu trúc đó và các bạn xem nè. Đây có tắt bớt cái hiệu ứng. Các bạn nhìn cái cấu trúc Bitcoin nó đang đi một cái, chúng ta đã học cái bài về 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 cấu trúc thị trường rồi. Ai chưa biết thì có thể bật bật lên cái kênh Rich Trading này các bạn nghe lại. Mình chia sẻ rất là nhiều về những cái kiến thức, những cái phân tích kỹ thuật trên đây. Các bạn cứ nghe lại những cái buổi trên đây, có một cái bài về cấu trúc thị trường. Thì Bitcoin nó đang đi một cái dạng cấu trúc thị trường là ở cái khung nhỏ nha, 30 phút nó đang đi trên một cái cấu trúc thị trường là tạo ra những cái đáy nè, đáy sâu cao đáy trước nè, đáy sâu cao đáy trước. Đỉnh sâu nè, cao đỉnh trước nè. Đúng không? Đỉnh sâu cao đỉnh trước, đỉnh sâu cao đỉnh trước. Thì đây là một cái cấu trúc cho một cái đà tăng. Nó đang liên tục nó tạo ra một cái đỉnh sâu cao đỉnh trước và đáy sâu cao đáy trước. Tức là khi nó về đây nè, nó tạo ra cái đáy này để xác lập là cái đáy này cao hơn đáy trước nè. Thì nó khả năng chuẩn bị thằng này nè, nó sẽ lên và nó tiếp tục nó tạo ra một cái đỉnh nào đâu đó đâu đâu đó đây. Cái đỉnh đó phải có giá đóng cửa như chỗ này nè, giá đóng cửa chỗ này nó cao hơn giá đóng cửa chỗ này. Các bạn hình dung không? Và cái râu chỗ này nó phải cao chỗ này. Thế thì nó sẽ bây giờ Bitcoin nó đang đi một cái đỉnh là nó sẽ tạo ra một cái đỉnh là cái giá đóng cửa ở đây nó phải cao hơn cái đấy, cái giá này là cái chắc rồi. Ít nhất là nó phải bằng hoặc là cao hơn. Nếu mà nó bằng thì có thể nó là sóng năm sóng cục trong Elliott năm sóng. Còn có thể là nó sẽ tạo ra một cái đáy, cái đáy giá đóng cửa cao hơn, thậm chí cái râu nó sẽ cao hơn cái râu này. Nó cao hơn cái râu này. Thế thì chúng ta đi đi sell trong một cái đà tăng thì rất là dở, trừ khi các bạn dư tiền các bạn ok sell một cái lệnh 5 đô 10 đô sell để chứng minh cái market thì nên sell. Còn nếu các bạn bỏ tiền nhiều ra qua các bạn đánh đánh cái đà ngược trend thì rất là dở. Cô vẫn khuyên các bạn không nên. Chưa kể đến cái việc Bitcoin ở trên cái khung 4 giờ. Chúng ta học cái bài gì? Học về Sonic R, học về cấu trúc thị trường cũng học rồi. Cấu trúc thị trường trên một đà tăng lớn là 4 giờ nó đều tạo ra cái đỉnh đáy sâu cao hơn trước. Và đồng thời trên 4 giờ giá đang nằm trên Sonic R nó cứ chạm và bật lên, chạm bật lên, chạm bật lên, chạm bật lên. Và khi cả sáu các bạn lại đi thử thách một cái rà, một cái đáy, một cái đỉnh của nó làm cái gì? Đúng không? Tiền chúng ta mà chúng ta đi thử làm cái gì? Đúng không ạ? Ok không ạ? Bây giờ quay lại Bitcoin. Múc. Nó đang. Bây giờ bật cái khung nhỏ nè. Bật cái khung nhỏ nè. Chúng ta nhìn nè. Giá nó đang được nâng bởi cái Sonic R là 34 và 89. Nó chạm 34 bật lên, chạm bật lên, chạm bật lên. Thế thì bây giờ nó đang test 34 thành công ở khung nhỏ rồi. Cái việc của các bạn là bay lên. Các bạn buy lên. Nhưng mà bây giờ Bitcoin nó lên càng lên cao thì cái biên độ dao động của nó càng lớn. Trước đây Bitcoin ở cái ngưỡng là 12.000 đô, 13.000 đô gì đó thì đâu đó nó dao động một lâu lâu nó dao động nó giật khoảng cây 500 đô, 800 đô, 1.000 đô là một cái điều rất là khủng khiếp trong một tháng, hầu như rất là ít có. Nhưng còn bây giờ giá nó đã lên cái ngưỡng rất là cao rồi thì nó dao động một lần là 1.000 đô, 2.000 đô trong một ngày thì rất là bình thường. Và các bạn thử rà lại trong khoảng 3 ngày liên tiếp, 3 ngày, 4 ngày gần nhất là nó liên tục tạo đỉnh nha. Nó liên tục tạo đỉnh nha. Thông qua cái chart 4 giờ nãy chúng ta thấy rồi, nó liên tục tạo đỉnh. Thế thì các bạn đi ra cái đỉnh của nó làm cái gì? Phải dở không? Lấy tiền mình ra thử khách nó làm cái gì? Thị trường này không có đỉnh, không có đáy. Bạn hình dung mà. Những cái người mà chưa kịp mua Bitcoin ở giá 200 đô lên 1.000 đô nó vẫn la mắt. Sau đó lên 10.000 đô nó vẫn còn la lừa đảo, vẫn còn la mắt.
nhưng bây giờ lên 49.000 đô nó lại mua. Nó lại mua. Các bạn tin không? Nó là một cái điều phi lý như vậy. Và thậm chí năm 2020 21 mình trong cái buổi Zoom cuối năm mình cũng có nói rồi, đây là một năm tiền rẻ. Và hầu như mọi thứ tiền dòng vốn nó đang đổ vào Bitcoin và trên DeFi, DeFi nó rất là mạnh. Cho nên rõ ràng Bitcoin nó tăng như hổ như cọp thì đó, các bạn đừng dại dột mà các bạn đi chặn đầu nó, đừng dại dột như vậy. Trừ khi các bạn bỏ ít tiền ra thôi. Ok không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái kèo buy Bitcoin ở cái ngưỡng này. Đúng không? Để phòng trường hợp là nó giật xuống tới như cái râu này nè, nó giật xuống tới cái đường màu tím là EMA 200 nó giật về đây xong nó mới bật lên. Thế thì chúng ta có những cái cách sau để đánh margin để không bị cháy bằng cách nào? Đầu tiên chúng ta sẽ chia tiền ra. Ở đây chúng ta x20 lên. X20 lên ví dụ từ 4.900 ở đây lên 1.000 đô chúng ta chốt lên 4.900 lên 5.000 nè, đúng không ạ? Hay hoặc là lên 1k, lên đây chúng ta chốt. Ở đây nếu bạn x20 thì bạn dễ dàng bạn ăn được, bạn đặt 2 KB ở chỗ này nè. Chúng ta dễ dàng chúng ta ăn được đâu đó 5%, 10%. Không ạ? Nhưng nếu như chúng ta chia tiền ra, hoặc là một là chúng ta chia tiền ra, chúng ta ở đây buy một lệnh lên KB ở đây. Hai là đặt đợi thêm một lệnh ở đây, về đây chúng ta buy lên và về đây chúng ta buy lên, chia 3 lệnh. Hoặc các bạn có thể chia ra như thế này, ở đây x20, ở đây x10 lên, ở đây x10 lên. Nếu mà nó giật xuống đây thì chỗ này các bạn x20 lên. Nó giật xuống đây các bạn x25 lên. Hình dung không ạ? Các bạn có quyền chọn hoặc là đặt sẵn một cái lệnh chờ nào đó, biết đâu nó sẽ chơi cái kiểu râu giống vậy nè, nó râu nó về đến gần chỗ này nó rút lên kỳ ngon ăn. Đã những cái kèo Vietlott bên channel rất là nhiều lần mình cho các anh em những cái kèo là bắt cái đáy rất là thần thánh. Nhưng mà tại sao cô lại không cho các bạn sell Bitcoin? Không. Là tại vì ngược trend, và thà cô chọn cái hướng là canh nó xuống, vớt nó, bắt nó thì lại ngon hơn. Đúng không ạ? Ngoài ra Bitcoin chúng ta thấy là nó đang là một đà tăng, thì khi Bitcoin lên thì những cái đồng coin như LKC, ADA hầu như nó sẽ lên. Đúng không ạ? Cho nên vừa rồi các bạn thấy con LKC vừa rồi mình cho các anh em kèo nọ ngày hôm nay, nếu mà ai tin ý là ăn rất là nhiều. Ăn rất là nhiều vòng, không ít vòng. Không? Bây giờ nó đang ở nằm cái ngưỡng là 34 nè, anh em mình buy lên chốt ngay cái ngưỡng này cũng được, cái râu ở đây 211, thậm chí ở đây nó có một cái cản động nè, một cái volume cản động là 223. 23.31 đó. Các bạn cứ đặt một cái lệnh ở đây là x5 đi. Lát đợi kết quả xem sao. Đúng không? Chốt ở đây. Còn không không thì đặt một cái KB luôn. Cứ x5 5%, 7%, 10% chốt bà nó đi. Chốt. Và hiện giờ Bitcoin nó đang cố gắng nó phá cái ngưỡng 50 và nó không thể nào nó lên nó phá liền một lần, mà nó phải lên nó đục vài lần mới lủng khủng được cái ngưỡng 50. Và khi nó khủng cái ngưỡng 50 này rồi thì cái ngưỡng 50 này sẽ là một cái cản tâm lý hỗ trợ rất là mạnh của nó. Rất là mạnh của nó. Và khi nó đã phá vỡ cái ngưỡng 50 rồi thì nó sẽ tiến lên những cái mốc như 60, 70, những cản số tròn. Thấy không ạ? Đấy, đó là đối với Bitcoin về anh em mình trade margin về ngắn hạn. Thế thì sau cái buổi Zoom hôm nay có phải là hy vọng anh em mình lại chốt được mớ tiền, đúng không? Còn bên 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 cộng đồng thì họ đã có cái channel kèo rồi, mỗi ngày đều có kèo, mỗi giờ mỗi phút đều có kèo, đúng không ạ? Thậm chí mấy anh em bên 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 học viên họ cũng tự đánh nè, họ không cần ngồi đợi soi kèo. Đấy, đó là nhận định về cái thị trường này. Rồi quay lại về cái nội dung chính của hôm nay, tại vì hai ba ngày nay mình thấy có nhiều anh chị em bên cộng đồng cũng có, mà các anh chị em bên team học viên cũng có hỏi về một cái vấn đề là thị trường bây giờ nó lên nhanh quá. Thế thì có nên bán bất động sản ra hay không? Có nên bán bất động sản hay không? Thậm chí có những bạn hỏi như thế này: anh ơi, bây giờ em đang băn khoăn là em có tiền, bây giờ em nên mua nhà ở, mua nhà, mua căn hộ ở, hay là em đi thuê nhà và dùng cái tiền đó đầu tư, đúng không ạ? Thế thì bản chất các bạn dùng cái dòng tiền này như thế nào thì nó lại là phụ thuộc các bạn phải tự hiểu chính mình chứ đã. Các bạn phải hiểu chính mình chứ không phải là theo rập khuôn của bất kỳ thầy bà nào ở bên ngoài họ tư vấn. Nhưng ở góc độ của mình sẽ cho các bạn những cái bài toán để các bạn có một cái nhìn tổng quan, các bạn tự đánh giá, tự xem xét. Tại vì nếu như cô đưa cái bài, cô nói những điều này thì đối với một cái người mà nhạy, một cái người mà nhạy về tài chính, giỏi về đầu tư thì họ sẽ sáng ra và họ có một cái cách để kiếm tiền hợp lý cho chính bản thân họ. Nhưng đối với một số người, người ta không nhạy về kinh doanh, không nhạy về đầu tư kinh doanh thì chưa chắc họ áp dụng cái cách này họ lại hiệu quả hơn bằng cái cách là họ chọn những cái an toàn, đúng không ạ?
những câu hỏi ví dụ như vừa rồi là anh bây giờ em có tiền em gửi ngân hàng sao, thì cô vẫn khuyên là không nên gửi ngân hàng, đúng không ạ? Trong trong 2 ngày nay là có đến 7 bạn hỏi, trong đó có hai bạn là bên kênh học viên, 5 bạn là bên cộng đồng mà cũng hỏi mấy vấn đề lòng vòng trong đó, cho nên mình trả lời hôm nay làm cái buổi Zoom này trả lời luôn cho mọi người luôn. Tại vì mấy ngày coach này cô phải đi với bạn bè người thân cô, cho nên cô không có thời gian online, cho nên rảnh lúc nào cô làm luôn lúc đó cho mọi người. Thấy không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài toán nha. Ví dụ có một cái câu hỏi của một bạn hỏi là anh ơi bây giờ em có tiền. Em đang có tiền đó, em nên nhưng mà em phải ở nhà thuê, bây giờ em có nên mua nhà luôn không? Chứ mỗi tháng em trả tiền thuê nhà cũng đuối, đúng không ạ? Hai vợ chồng em trả tiền thuê nhà cũng đuối, nhưng mà em đang băn khoăn là một là dùng tiền đó em mua nhà để em ở luôn thì em không cần phải trả tiền thuê nhà, hay là em nên dùng cái khoản tiền đó em đầu tư. Thế thì bên cái phía về 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 cái mặt mà về cái mặt mà bất động sản thuê và cho thuê thì nó có một cái công thức như thế này. Bạn sẽ cho khi mà bạn 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 mua nhà, bạn phải xác định là khi mà bạn mua nhà bạn phải xác định là cái nhà đó là bạn sẽ mua vì mục đích gì, bạn mua là vì cho thuê hay là dư giả tiền mua để đó cho 5 năm 10 năm cho là tài sản cho con cháu cô chẳng hạn, thì cái vấn đề nó khác. Cho nên mình mới nói là các bạn phải xác định rõ cái chính bản thân các bạn và cái dòng vốn của các bạn, tức là khi các bạn xuống tiền các bạn phải xác định cái trò game đó, cái khoản đầu tư đó là dài hạn hay ngắn hạn. Nếu mà dài hạn thì dài hạn trong bao lâu, dài hạn trong tuần hay năm hay 10 năm, các bạn hình dung mà. Và cái khoảng thời gian đầu tư càng dài thì rõ ràng đó phải là một cái nguồn tiền nhàn rỗi các bạn mới mới có thể chịu được, chứ đừng nói là à, em đầu tư dài hạn như mấy ông bên cộng đồng cũng hay hỏi cho con nào đó ngon ngon tôi kêu mua Bitcoin 10 năm sau coi lại giá ngon đó. Vấn đề là các ông có thể có gồng được 10 năm hay không, cho nên đừng nói là cho dài hạn là bao lâu, bạn có thể bằng gồng được bao lâu, bạn thể vay xã hội đen được 2 tháng sau 3 tháng sau phải phải rút tiền trả trả nợ hay là cà thẻ visa, đó là cái dài hạn của bạn, nhưng đó không phải là cái dài hạn của tôi, các bạn hình dung mà. Cho nên ví dụ mà hỏi kèo hay gì đó phải hỏi là bây giờ em có một khoản tiền em có thể nhàn rỗi, khoản tiền nhàn rỗi để được trong bao lâu, 3 tháng 6 tháng hay 1 năm. 1 năm của em là dài hạn, 3 tháng đối với em là dài hạn, nhưng nó là ngắn hạn của anh chẳng hạn, các bạn hình dung mà. Cho nên mới nói là các bạn phải tự xác định cái dòng tiền, các bạn phải hiểu chính các bạn. Còn quay lại về cái câu chuyện là bây giờ có nên mua nhà không thì cô chỉ chia sẻ với những cái tư duy về tài chính, còn bản thân các bạn phải tự chọn, chứ chứ cô sẽ không 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 gọi là cô không muốn các bạn rập khuôn về bất kỳ cái suy nghĩ của ai. Cô rất rất là ghét là chúng ta sống mà chúng ta không sống được bằng cuộc đời chúng ta, mà chúng ta phải sống theo cái rập khuôn của bất kỳ xã hội định kiến nào đó, cô rất là ghét cái đấy. Cho nên cái cách cô sống rất là phóng khoáng, rất là thoải mái, thế mà. Và quay lại về cái câu chuyện nhà, nếu các bạn phải hiểu một cái công thức này, nếu các bạn mua nhà thì cô hỏi các bạn mua xe đó là tài sản đúng không ạ, các bạn mua iPhone đó là tài sản, nhưng các bạn mua bất động sản mua nhà thì nó là tài sản đúng không? Đọc quyển Cha Giàu Cha Nghèo thì cũng cũng biết rồi, ai mà chưa đọc quyển Cha Giàu Cha Nghèo thì đừng có chơi tài chính, thật sự đừng nên chơi tài chính, hãy đọc giao quyển đó đúng không ạ? Rồi bây giờ thấy thì nhà và đất, thì theo các bạn nhà và đất cái nào là tài sản? Nhà đất là nhà cộng đất, theo các bạn nhà nhà cộng đất thì cái nào là tài sản? Đất nó là tài sản, nhà nó không là tài sản nha các bạn. Nhà nó không phải là tài sản, nó là tài sản đấy. Nó là tài sản, nó không phải là tài sản. Đất là tài sản chính xác. Tại vì sao? Tại vì đất ở bất kỳ cái quốc gia nào nó rất là, nó chỉ có một 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 nhóm như vậy à. Nó ít, nó rất là ít mà để nó tăng lên, trong khi cái dân số nó tăng lên rất là nhiều. Cái tốc độ tăng dân số rất là nhiều. Tài nguyên hạn hẹp. Cho nên bản chất á, nó giống như cái luật cung cầu. Bitcoin có 21 triệu đồng coin, mà trong khi cả đống người càng lúc càng nhiều người mua nó thì giá nó lên thôi, các bạn hình dung à. Cho nên đất nó là tài sản, còn nhà nó là cái tài sản. Thế thì nếu mà bạn mua mua đất mua các bạn có tiền thì bạn nên mua đất, nếu có tiền mua dài hạn thì bạn nên mua đất, chứ bạn đừng có mua căn hộ hoặc là nhà đất, có nghĩa là bạn mua căn nhà nằm trên mảnh đất đó luôn. Nhưng nếu như bạn có thật là nhiều tiền, ok, bạn hay bạn mua cái căn nhà nằm trên mảnh đất đó luôn để bạn cho thuê hay các kiểu thì ok, các bạn hình dung mà.
Nhưng nếu nó không phải là tiền nhàn rỗi hay là tiền đi bay mượn ngân hàng để các bạn gồng lãi mỗi tháng gì đó, xong các bạn đi để mua được một 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 cái nhà cho có với bà con, cho có với bạn bè để khoe ra là mình cũng có tiền này đó, thì các bạn là một cái sai lầm. Đức dễ thanh khoản hơn, chính xác. Và các bạn phải hiểu một công thức như vậy nè. Để cái nếu như các bạn mua đất và nhà, các bạn định giá nó như thế này. Khi nào các bạn mua đất và nhà? Các bạn mua đất và nhà khi mà sau một năm á, cái giá trị của căn nhà đó các bạn phải tính được là sau một năm giá trị căn nhà đó tiêu hao, nó bị hao mòn là bao nhiêu, và bạn phải bỏ ra bao nhiêu phần trăm của giá trị để đi sửa lại căn đó. Các bạn hình dung không? Để đi sửa lại căn đó. Còn những cái người mà mua đất nát là càng tốt nữa, mua đất nát không có gì để sửa đó. Thằng nào thuê thằng đó tự sửa cho cô cho thuê rẻ nó tự sửa. Nó về, tức là cô cho nó mảnh đất, nó xây cái cổ xong thời gian sau nó không thuê nữa thì cô lấy cái cổ đó của nó luôn. Nó đào cái giếng cho cô uống nước vậy, các bạn hình dung không? Còn nếu như các bạn mà mua đất và nhà thì khi mà các bạn mua đất á, đất có liên quan thị trường chứng khoán không? Có, nó có liên quan. Khi các bạn mua đất thì các mua mua nhà mà có sẵn trên đất thì các bạn phải tính cho tôi một cái bài toán như thế này nha. Các bạn tính cái giá trị khấu hao trong một năm. Ví dụ bạn mua đất và nhà luôn là 5 tỷ. Bạn mua đất và nhà luôn 5 tỷ, một căn nhỏ nhỏ 5 tỷ. Sau một năm bạn phải bỏ ra 500 triệu để bạn đi sửa lại căn đó cho nó đẹp để cho đi thuê á. Các bạn hình dung không ạ? Để cho nó quay lại cái sau một năm để bạn phải bỏ ra khoảng 250 triệu hoặc là 500 triệu, 500 triệu là 10%. À, đâu 500 triệu là 1%. Đúng không ạ? 5 tỷ, 500 triệu là 10%. Bạn phải bỏ ra một cái khoản tiền khoảng là 10% hoặc là 250 triệu là 5% để làm gì? Để bạn đi sửa cái căn nhà đó. Đúng không ạ? Thế thì bạn phải tính được, bạn phải chắc được một điều là sau một năm cái đất đó nó phải tăng hơn 10%. Thì lúc đó cái nhà và cái đất của bạn sau một năm nó mới có lời. Các bạn hình dung không? Ví dụ bạn mua căn đó 5 tỷ, cả nhà và đất 5 tỷ, nhưng sau một năm mà cái đất ở đó, cái nhà và đất, cái giá trị của đất ở đó nó tăng lên là 5% đi, giả sử nó tăng 5%. Nhưng mà cái nhà của bạn nó bị tiêu, nó bạn phải bỏ ra một khoản tiền 10% để bạn đi sửa lại căn nhà đó thì bạn đang bị âm 5%. Thế thì bạn đang ôm cái đó thì nó không phải là tài sản của bạn mà nó là tiêu sản. Tại vì bạn ôm cứ sau một năm là bạn mất 5%. Các bạn hình dung không ạ? Đất nó lên 5 mà thằng kia nó xuống 10 thì sau 1 năm bạn bị mất 5%, sau 1 năm mất 5%. Vậy thì đó đâu phải là tài sản đâu. Đó là tiêu sản. Các bạn phải tính được cái đó thì các bạn hãy mua nhà và đất. Còn nếu các bạn không tính ra được cái bài toán đó, các bạn đừng có mua khả các bạn mua bà đất đó xong rồi các bạn cho thằng khác nó thuê để thằng khác nó về nó xảy cái cổ cho các bạn. Các bạn hình dung không ạ? Theo anh 2021 là thời điểm để đầu tư bất động sản không? Những các bạn nghe là những clip cũ tôi nói rất là nhiều về cái này rồi cho nên không nói nữa. Chỉ nói sơ qua thôi. Những cái clip này nè, zoom cuối năm rồi cổng quan ở trong đây nhiều lắm, đây là public cả, cô có nói rất là nhiều đấy. Và trong cây mộc viên á, là họ được học không phải là về phương thức kỹ thuật, về trade coin, về trade forex không, mà học rất là nhiều thứ về kiến thức tài chính, đủ thứ hết, kinh tế vĩ mô, đủ thứ hết, thấy không ạ? Đấy, thế thì quay lại về cái việc nhà đất thì nếu mà bạn tính được cái đó thì bạn hãy mua nhà và đất, ok không ạ? Rồi. Và tiếp có một cái mà cô thấy bạn bè tôi và rất là nhiều người hay bị rất là dở ở chỗ này, tự nhiên cái bỏ tiền ra đi thuê căn hộ cao cấp ở ở Landmark ở các kiểu, xong rồi nhìn xung quanh một số họ nói với tôi là bây giờ thuê ở đó không phải là cái giá trị căn nhà, nó cái giá trị nội tại nó không phải nằm trên căn nhà không, mà nó nằm ở trong cộng đồng, thuê ở đó sẽ gặp được nhiều đại gia, gặp được nhiều người có cái cơ hội các kiểu. Ok, các bạn đúng, nhưng các bạn quên một điều là khi mà các bạn đang là ở cái mức sống là 10 triệu một tháng, 20 triệu một tháng, các bạn phải đi thuê ở những căn hộ đó thì cái mức tiêu hao của bạn á, mỗi tháng phải là 40 triệu thậm chí 50 triệu. Chưa kể đến cái việc là các bạn phải tạo ra một cái background của các bạn, và các bạn phải sắm nhà, sắm cửa, sắm xe hơi, thuê xe hơi các kiểu gì đó để các bạn làm cái background các bạn, để các bạn bằng bạn, bằng bè, bằng hàng xóm xung quanh. Thì cái đó là một cái lối sống rất là dở. Bitcoin đang lên đúng không? LKC cũng đang lên. Xanh rồi đó. Nãy ai bảo là bây giờ đang xanh rồi đó. Thì đó là một cái lối sống rất là dở mà các bạn đang làm như vậy. Các bạn đang tự ép mình. Đang tự gánh một cái quả núi, một cái quả tạ rất là lớn cho mỗi tháng các bạn phải cày kiếm ra tiền. Không nên làm như vậy. Phải không ạ?
Đấy, cô nói như ai nhột thì nhột, chứ tôi là tôi khuyên thật lòng như vậy. Đó không phải là một cái người chơi tài chính, đúng không ạ? Và đó chỉ là những cái thằng mà đi lừa đảo thôi, cô nói thẳng luôn. Tại vì nó không có năng lực, nó cạo ra tiền mà nó chỉ dùng cái đó để nó làm, nó lừa tiền của ta thôi chứ gì nữa, không ạ? Rồi tiếp đến thêm một vấn đề nữa là anh ơi, một câu hỏi nữa là anh ơi, bây giờ em có tiền mà em đang thuê nhà thì em có tiền, em đang có tiền em có thể mua nhà, em có nên em mua căn hộ không? Cô nói với các bạn luôn, các bạn có nên mua hay không thì cô mời làm cái ví dụ như vậy cho các bạn cự cự các bài toán, các bạn cự tính cho các bạn biết có nên mua hay không nha. Ví dụ nếu bạn đang có, nếu bạn đang có, bạn đang có 3 tỷ, có 3 tỷ để mua căn hộ, mua căn hộ đúng không ạ? Nếu bây giờ bạn đang có 3 tỷ để bạn mua căn hộ, bạn phải xác định được là 3 tỷ này bạn mua căn hộ này là để cho, để ở hay cho thuê, để ở hay cho thuê. Nếu mà để ở, nếu mà để ở thì bạn phải xác định là làm một cái bài toán là căn hộ 3 tỷ này bạn không ở mà bạn cho thuê. Bạn ở là bạn phải, bạn ở hoặc là bạn để không á, là bạn phải đi bảo trì nó, đi dọn dẹp nó, đi đóng những cái phí các kiểu, nhất là những người ở căn hộ nó có những cái phí lặt vặt ở bên chung cư nữa, bạn phải ra phần phí đó, hình dung mà. Thế thì giả sử bạn mua một căn hộ 3 tỷ mà bạn có thể cho người ta thuê 15 triệu và bạn không có nhu cầu bạn phải ở căn đó, bạn có thể bạn thuê một cái căn là 7 triệu 8 triệu thì mỗi tháng bạn vẫn có lời, các bạn hình dung mà, bạn vẫn có lời. Trong khi bạn mà cho bạn 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 cho người ta thuê 15 triệu, mỗi tháng bạn ra ngoài bạn thuê một cái căn căn ngoài bạn bạn ở 7 triệu thôi, đúng không? Thì mỗi tháng bạn vẫn dư ra được khoảng 7 8 triệu, thì 7 8 triệu đó bạn hay bạn đầu tư vào những cái bức những cái lĩnh vực, những cái khoản đầu tư an toàn nếu bạn không giỏi về như chúng tôi ngồi chơi coi. Đồng thời gì nữa? Đồng thời bạn đang quăng cái áp lực bảo vệ nhà cửa, bảo vệ tài sản cho một người khác, mà người khác là nó gánh áp lực đó, nó lại trả tiền ngược lại cho bạn, bạn thấy sướng không? Sướng không ạ? À? Ok không ạ? À? Rồi quay lại tiếp nữa, quay lại tiếp nữa, có một cái bài toán là giả sử hồi nãy mình nói là bạn mua cái căn hộ 3 tỷ đúng không ạ? À? Nếu bây giờ bạn cho thuê thì bạn định bỏ tiền ra để mua và cho thuê đó, thì bạn phải tính bài toán này cho tôi. Mỗi năm bạn phải thu về bao nhiêu tiền để hòa vốn, để không bị lỗ chứ không phải hòa vốn. Ví dụ bạn đang có một căn hộ 3 tỷ thì bèo nhất tôi nói luôn các bạn, một năm bạn phải có lãi là 10%. Tại sao? Tại vì bạn gửi 3 tỷ vô ngân hàng á, bạn dễ dàng bạn điêu được, bạn có được cái mức bình quân là 6,5% một năm. Thậm chí bạn có thể bạn để được 7% nếu mà có mối quan hệ, đúng không ạ? Thế thì nếu như mà bạn có tiền mà bạn thảy vào đó mà bạn cho thuê thì bèo bèo nó cũng phải là 10% một năm mới đáng, đúng không? Thế thì nếu như mà 3 tỷ mà bạn bỏ vào 10% một năm là bao nhiêu? Là bạn phải cho người ta thuê được là 300 triệu trên một năm, đúng không? Bạn phải làm sao bạn cho người ta thuê được 300 triệu trên một năm. Nhưng bạn phải tính thêm một điều nữa là 300 triệu trên một năm là 10% một năm, đúng không ạ? Bạn phải cộng thêm 2% là khấu hao vào cho tôi. 2% khấu hao. Tại vì khấu hao. Tại vì sao? Tại vì khi sau một năm đó bạn phải đi sơn nhà lại, bạn phải đi chắp vá, bạn phải đi sửa đèn, rồi ống nước, toilet, tùm lum cá lả đó. Thế thì nếu như mà bỏ thêm 2% vào vào đó thì tổng cộng một năm bạn bạn xác định mà bạn bỏ tiền ra để mua căn đó và cho người ta thuê lại thì bạn phải có được khoảng 12% một năm bạn mới mới an toàn, đúng không? Bạn mới an toàn. Tại vì sao? Tại vì lúc nãy cô tính cho các bạn là gửi ngân hàng 6,5% một năm mà cô tính 10% là bạn đang lỗ luôn, chứ chưa nói là bạn lời đó. Tại vì biết sao? Lạm phát. Lạm phát nữa. Hình như mà cho nên bèo 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 tính là cũng phải là 12%, thằng 300 triệu này là 10%, 2% này nữa là bao nhiêu ạ? À? 360 triệu một năm. Thế thì nếu mà bạn cho thuê thì bạn phải thu về được một năm một căn nhà 3 tỷ, bạn phải thu về được 360 triệu một năm. Thế thì nếu như 360 triệu một năm mà bạn chia cho 12 tháng, chia cho 12 tháng thì mỗi tháng của bạn là bao nhiêu ạ? À? Bạn tính cho tôi thử xem. Mỗi tháng của bạn là bạn phải thu về được 30 triệu một tháng. Bây giờ tôi hỏi bạn nhá. Mỗi tháng bạn thu gì 30 triệu một tháng, bạn bỏ ra 3 tỷ bạn mua căn nhà mà bạn cho người ta thuê được 30 triệu một tháng, dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó thấy mẹ luôn á. Cực kỳ khó luôn á. Đúng không? Cô đang tính một cái bài toán logic cho bạn đấy. Thế thì bây giờ nếu như mà bạn có tiền thời điểm này, thời điểm nào cô không biết. Thời điểm trước đó có thể rất là ngon, nhưng nếu như bây giờ bạn có tiền mà bạn đi bỏ ra 3 tỷ bạn thuê, cô hỏi bạn một tháng căn đó bạn thu về được 30 triệu hay không? Nếu không thu về được 30 triệu
bạn không nên cho người ta thuê, không nên bỏ tiền ra cho người ta thuê. Nhưng nếu như mà bạn đang có nhà nha, đang có nhà, hồi nãy cái trường hợp đó là đang có tiền nhàn rỗi không biết làm gì, định mua nhà cho thuê, thì tôi khuyên là không nên thời điểm này, không nên thời điểm này. Bởi vì bạn có mua được căn 3 tỷ dễ gì bạn cho người ta thuê được 300 triệu. Nếu bạn mua căn đó 5 tỷ, bạn tính theo cái công thức này là bạn biết bao nhiêu mà một tháng thu về bao nhiêu, bao nhiêu ạ? 60 triệu một tháng. Bạn mà căn đó mà 5 tỷ là bạn phải có 60 triệu tiền thuê nhà một tháng, bạn mới thấy ngon, đúng không? Đấy, Vinhome đấy không ạ? À? Một chục tỷ một căn, một chục tỷ mà thuê có 25 đến một khoảng 1.000 đô à. Các bạn biết cô có cô bạn là ở quận 3 mua một cái căn mà cô nói rất là buồn cười, 74 mét vuông, mà bà mẹ nó mua căn đó hơn 5 tỷ. Hơn 5 tỷ, 72 mét vuông, mang cái mát là quận 3 mà nhỏ xíu, 2 phòng ngủ. Trong khi cái căn đó bây giờ ra ngoài cho người ta thuê không khoảng 1.000. Mà cái dở không? Rất là dở. Trong khi không thuê được là mình còn phải chịu cái chi phí, mình ra mọi chi phí. Cho nên nếu bạn có tiền nhàn rỗi, bạn không nên mua để cho thuê. Quên cái đó, forget nó đi, quên cái đó đi. Thà bạn bỏ tiền vô vàng đi, một năm sau bạn coi lại nó vẫn có lãi. Còn nếu bây giờ ở cái vị thế là bạn đang có nhà bạn cho thuê, ok, đang có nhà thì bắt buộc bạn phải cho thuê, không còn lựa chọn. Còn lỡ hơn bạn đi gánh cái áp lực là bảo trì, bảo dưỡng, bỏ những cái chi phí để còn căn nhà đó, bạn bắt buộc bạn phải quăng cái áp lực đó cho cái thằng thuê nhà, và thằng thuê nhà nó trả tiền ngược lại cho bạn. Các bạn hình dung không ạ? Hình dung không ạ? Cái đó là cô chỉ nói để các bạn xử lý cái nguồn tài chính của các bạn, chưa chỉ các bạn đi cái đường nào để có tiền nhiều và rất nhiều. Không mà chưa chỉ các chưa nói về cái phần đấy nữa đó. Đó, và các bạn chọn hướng nào? Các bạn tự chọn đi, cô sẽ chỉ có đưa ra cái tư vấn như vậy, còn bản thân các bạn chọn. Chứ cô không muốn là các bạn nghe theo cô và các bạn sau này lãi thì không ai nói gì đâu, nhưng mà lỗ người này nói nọ đến cái kia. Hình dung không ạ? Các bạn phải nhớ được cái bài toán này, các bạn phải nhớ được cái công thức này. Bèo bèo một năm các bạn phải lấy về 12%, bạn hãy cho thuê, không thì không cho thuê. Và tôi hỏi các bạn với cái mức này nè, thế thì cái thằng mà nó cho thuê thì thằng nó khóc, mà thằng thuê nhà thì thằng nó cười. Tại vì sao? Ví dụ bình quân một căn 3 tỷ mà nó phải là 30 triệu một tháng, mà bạn thuê căn đó với cái giá 15 triệu, bạn cười hay khóc? Đương nhiên là sướng rồi, cười rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ bạn có tiền, bạn chọn là thằng khóc hay là thằng cười? Nếu bạn chọn thằng khóc á thì bạn mua nhà, bạn mua căn hộ, bạn cho thuê, đúng không? Nếu bạn chọn thằng cười, ok, lấy tiền đó đi thuê nhà đi, dư tiền rồi bắt đầu đi dùng cái tiền đó đi làm, đi vào những khoản đầu tư vào những khoản khác. Còn đầu tư coin hay là vàng vật lý hay là cái gì đó tính sau, đầu tư đất cũng được, cũng tính sau, ok không ạ? Đấy là xong cái câu hỏi ha. À, còn một số câu hỏi lần sau nữa để mình trả lời dần cho mọi người. Có một bạn hỏi là Việt Nam sắp tới có luật đánh thuế bất động sản thứ hai không? Hầu như là chắc chắn sẽ có, và Singapore nó đã làm rồi. Tại sao bây giờ Việt Nam không làm? Là bởi vì hiện giờ ông nào chưa cắt loa nè, bạn Nguyễn Khải HD gì nè. Bởi vì Việt Nam bây giờ có nhiều cái chưa ổn định nên chưa có làm được việc đó. Nhưng dần dần sẽ có, tại vì đó là một cái cất yếu để cân bằng lại cái nền kinh tế mình. Mua nhà cho thuê thì phải tính thêm phí gia căn của căn nhà theo thời gian nữa chứ. Đúng chính xác, nhiều vấn đề lắm, nhưng đó là những cái cơ bản mà các bạn phải ước lượng được cái đó để các bạn biết, chứ các bạn đừng có bỏ tiền vào mà không biết là mình đang lời hay lỗ trong tương lai. Em có hold TRX trong 2 năm, nói luôn các bạn đừng có hỏi tôi là cái đồng coin nào hold, những cái đồng coin hold ngon cô chỉ nói trong kênh học viên thôi, cô nói các bạn luôn, cô không có điên mà cô chia sẻ cộng đồng. Kèo ngon cô ăn mình hoặc là cô ăn với kênh học viên, cô không có chia sẻ cộng đồng, các bạn đừng quên chuyện cô cho đi. Còn nói thẳng luôn, nếu mà cô cho là cô xả anh đầu các bạn á. Cô cho là cô dụ các bạn mua đó, cô xả anh đầu các bạn, cô nói thẳng và thật như vậy luôn. Cho nên những cái hàng mạc như nó bên ngoài hay là những cái group mà nó báo là bum đum á, nó báo là vào đi, nó đẩy lên trong 5 phút, 10 phút là giá nó bay banh nóc. Cô nói luôn, mấy thằng đó nó quăng xịt lên cho các bạn ăn, các bạn đừng bao giờ vào những cái đó. Tại vì cô nói với các bạn nha, tôi rất là thẳng tính. Bán kèo VIP, group VIP cô bán rồi, tôi làm rồi các bạn à. Cho nên và những cái đó cô trải qua rồi, và cô không muốn các bạn là những cái nạn nhân của mấy thằng đó. Thậm chí bán bot của nó, các bạn cô bán từ năm 2016-2017. Bán bot trade bên Forex á, bán gọi là cày cơm á, chứ không phải là như cứ cò bây giờ nó đang bán đâu.
mấy cái đó chả là nghĩa điện mẹ gì đâu. Bà nói luôn không có con post trade nào mà làm giàu được đó. Có đi chăng nữa Phạm Nhật Vượng mua mẹ hết rồi, mấy thằng sắt nó mua mẹ hết rồi, làm gì biết không? Hãy với vài chục tỷ chơi mỗi tháng có tiền, mắc gì trade, mắc gì đi điều hành nhân viên cho nó cực, đúng không ạ? Cho nên bạn chứ không có chén thánh nha. Chén thánh hay không nó nằm trong chính cái kỹ năng, chính cái giờ bay mà các bạn luyện á. Không hề có một cái công cụ nào mà ngồi không có thể cự cự ra tiền, hay là không hề có một cái group cho kèo chuẩn nào mà vào đó tiền ra đều đều, không có, nó cũng sẽ có lên xuống, đúng không ạ? Thậm chí cả copy trade, cái vấn đề là cái chia sẻ rất là nhiều bên cái kênh Yucobi này nè, rảnh lên đó nghe lại cho sáng ra nhá. Đâu để xem có câu hỏi nào. Em đang muốn khách ao tiền ra crypto vì thấy bị văng ra rồi, để các bạn vào lại nhá. Cái phần zoom này như bị lỗi. Rồi, đợi một tí để các anh em nhảy vào đầy đủ rồi mình nói lại cái phần đó. Đợi một tí các anh em đợi 2 phút nha, để các bạn kia cho vào đầy đủ rồi mình nói lại cái phần nãy. Rồi, quay lại tiếp, lúc nãy có một bạn hỏi là có nên thoát thoát ra hay không, thì nói luôn với các bạn phải nói với tôi cho cô biết bạn nên thoát tiền là thoát ở cái sàn Marine hay là sàn Exchange. Nếu mà Exchange á thì cô nói với các bạn luôn Bitcoin bạn nên thoát dừng ra, bởi vì Bitcoin đang ở một cái ngưỡng, một cái ranh giới giữa phe bò và phe gấu. Một cái phe là nó tin rằng 50k sẽ rớt sắp mặt lờ, một cái phe là nó tin là 50k phá được 50k nó sẽ lên lên rất là cao, và nó đang tiền nhàn rỗi nó thả nó mua ngay lúc này, đúng không ạ? Và đây là một cái vùng chiến sự, thế thì đối với trader chúng ta đừng có dại mà chúng ta tham gia cái cuộc chiến vào ngay cái vùng chiến sự này, chúng ta nhảy ra khỏi thị trường. Và nếu như bạn có tiền thì bạn hãy chọn đầu tư vào altcoin chứ đừng có đầu tư vào Bitcoin. Các bạn biết đánh đánh exchange nha, tôi vừa rồi có làm một cái bảng nè, đánh exchange nè, nội đánh exchange á, đây nè, cái bảng này là vào ngày 7 tây đúng không? Vào ngày 7 tây lúc đó Exchange tài khoản của đánh, cái đây là cái group chat của bên 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 khi trading, group chat bên cộng đồng này, group chat này nè. Thấy không ạ? Và cô chụp cái hình lại vào ngày 7 là cái tài khoản Exchange cô chỉ có 950 triệu thôi. Sau đó nó lên trade on coin á, trade on coin và dùng cũng có dùng tiền bên Marine á, trade bên Marine lãi bơm qua. Nó lên 1 tỷ 114 triệu. Sau đó 1 tỷ 100 209 triệu, sau đó 1 tỷ 216 triệu, 1 tỷ 250 triệu và từng lên đến 1 tỷ 277 triệu và 1 tỷ 322 triệu. Cho đến hiện tại các bạn biết bao nhiêu mà. Vừa rồi là Bitcoin sập á, Bitcoin và LKC nó rớt á, chứ biết hai thằng này mà nó không, nó LKC và Uni nó rớt, nó mà không rớt thì cô phải là 1 tỷ ba mấy. Và bây giờ tài khoản cô cho các bạn xem. 1 tỷ 233 triệu đúng không ạ? Thế thì từ từ 950 triệu mà lên được như vậy thì đâu đó lên tầm khoảng gần 300 triệu. Gần 300 triệu mà bây giờ là ngày 16, hôm bữa là ngày 7, ngày 7 thế thì chỉ sau 9 ngày, 9 ngày mà lên một cái tài khoản nhanh như vậy. Thì nó phải có một cái phương pháp, một cái cách. Và tôi không có giữ Bitcoin, tôi giữ Oncoin. Tôi giữ Oncoin là cái thứ nhất. Và cái này nha, các bạn sẽ không biết là tôi đang chơi dài hạn hay ngắn hạn đâu. Tại vì ngắn hạn tôi có thể tôi bán bất kỳ lúc nào và chuyển sang con khác. Bởi vì bên kỹ thuật viên đã có những cái con chủ lực về dài hạn, về ngắn hạn cũng có cái cách kiếm tiền ngắn hạn, có kế hoạch cụ thể kiếm tiền trong ngắn hạn như thế nào, dùng ngắn hạn bơm qua dài hạn nên vào con nào. Các bạn hình dung mà, tức là phải có cái chiến lược cụ thể chứ không phải là cứ mua lại vài con bỏ đó, không phải. Không phải, giàu nó không có dễ đâu các bạn. Giàu nó đều có quá trình hết. Chỉ có nghèo là có lý do thôi chứ giàu là luôn có quá trình. Không mà. Và đây là cái cách để cô cho các bạn biết là chỉ cần các bạn có kiến thức 950 triệu chỉ sau 9 ngày, bữa nay là ngày 10 16 đúng không? Bữa là 7 cây, 16 sau 9 ngày nó đã lên 300 mấy triệu. Thế thì rõ ràng từ 900 mà lên 300, gần 300 là 30% đúng không? 1/3 mà. 3% tài khoản.
Thế các bạn biết không, cái tài khoản này chỉ cần sau 6 tháng thì nó không phải là 1 tỷ ở đây nữa. Nó ít nhất nó cũng phải là 3 tỷ, 4 tỷ. Và đây là một cái khoản mà chúng ta gọi là chúng ta đầu tư dài hạn. Đầu tư dài hạn, nhưng trong cái dài hạn này sẽ có những cái cú trade ngắn hạn. Trade như thế nào, tăng đô hay là trade để tăng cái lượng BGC hay là tăng USDP như thế nào là câu chuyện khác nữa. Đấy, cái đó là bên kia học viên họ cần họ luyện cùng tôi, họ đi cùng đồng hành cùng nhau. Tôi không nói nhưng mà tôi sẽ nói cho các bạn hình dung được, mường tượng được, có được một cái khung, một cái sườn để các bạn định hình. Các bạn đi. Các bạn đi. Đấy. Rồi. Đó là xong về cái câu hỏi là nên mua con nào hay gì đó gì đó. Và trong ví dụ trong cái group chat này thì cô chỉ có chia sẻ về kiến thức và phân tích kỹ thuật kiến thức nè, và cho những cái kèo để ngắn hạn thôi, còn dài hạn cô không có cho. Dài hạn không cho, chỉ có kênh học viên thì họ mới được được cả ngắn hạn và dài hạn. Đấy. Rồi quay lại tiếp, thêm một có tiếp một cái câu hỏi nữa của một bạn nam nói là anh ơi bây giờ em băn khoăn là em rất là đam mê cái nghề trai này, em rất là đam mê nghề trai này nhưng mà em không em phải đi làm, mà em đi làm thì em không có thời gian để trai, nhưng nếu như em muốn bỏ cái công việc đó để đi theo đam mê thì không có tiền. Và cuộc đời của các bạn á, cái khoảng các bạn đang trải qua hiện giờ y chang cô hồi đó, y chang cô hồi đó. Và chỉ có một cách là các bạn phải dùng cái ngắn hạn nuôi cái dài hạn. Cái đam mê của các bạn chính là cái dài hạn. Cái tài khoản này nè, nó là cái dài hạn, và chúng ta dùng cái ngắn hạn là trade margin có lãi rút bỏ qua đây, dùng đây để mua những cái con dài hạn thì mới giàu sang. Và cái câu chuyện lúc nãy cô nói á, cái đam mê của các bạn mà bạn nói bạn bạn đam mê trade coin á, cái đó là cái dài hạn. Nhưng bạn sẽ không làm được cái dài hạn đó nếu như không có cái ngắn hạn để nuôi. Cho nên bắt buộc bạn phải đi làm nghề chính của các bạn, bạn làm kế toán, bạn làm thủ quỹ, bạn làm sale bán hàng gì đó, bạn cũng phải đi làm. Bạn làm để bạn có được một cái tiền, có tiền đó rồi bạn hãy thực hiện cái đam mê đó của bạn, bạn đừng có bỏ. Hiểu không ạ? Nhưng bạn bạn sẽ không bao giờ thực hiện được cái đam mê của bạn nếu như bạn làm bao nhiêu bạn xài bấy nhiêu. Đúng không? Bạn làm bao nhiêu bạn xài bấy nhiêu. Trong clip này cô có nói về cái quản lý tài chính cá nhân rồi, các bạn nghe lại đi. Nó rất là hay. Có thể nó không mang về tiền cho các bạn nhưng nó không mang về cái lợi nhuận cái tăng tăng cái tiền cho các bạn, nhưng nó tiết kiệm cho bạn rất rất là nhiều tiền, mà bạn bất ngờ một tháng bạn thấy bạn tiết kiệm được đến 10 20% so với cái bình 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 thường mọi mỗi tháng, bình thu nhập mỗi tháng, chi tiêu mỗi tháng. Nó nghe lại đi, trong đây nhiều lắm, thì tìm lại đi. Cô có nhớ có một cái buổi chia sẻ về quản lý tài chính cá nhân đấy. Và khi bạn đi làm 20 triệu một tháng mà bạn có thể thay vì mỗi tháng bạn dư ra 3 triệu thì bây giờ bạn dư ra được đến 5 triệu, 10 triệu, thì lúc đó bạn mới dùng cái tiền đó bạn đi thực hiện cái đam mê của bạn. Bạn dùng tiền đó bạn đầu tư, lúc đó mới ngon, mới ổn. Cái đó là lấy ngắn nuôi dài, chứ đừng có dại dột mà bỏ luôn cái công việc chính, thấy không ạ? Và bạn sẽ thực sự giàu có, bạn đừng có đặt nặng là bây giờ kinh doanh cái gì để giàu, bây giờ bán cái gì để giàu, bây giờ chơi cái gì để giàu. Bạn đừng có đặt nặng cái đó, bạn tin cô đi. Bạn sẽ không bao giờ giàu nếu như mà cái công việc đó của bạn mà bạn không có một cái hứng thú, một cái đam mê, các bạn hình dung không? Và không xem nó là một cái phần tất yếu trong cuộc sống. Ví dụ như tôi nè, các bạn biết không ạ? Như hồi nãy cô chia sẻ với các bạn ấy, cô đi với người thân, cô đi ăn tiệc tùng các kiểu, cô không cảm thấy happy. Cái happy của cô, cái hạnh phúc của cô là cô về với cái phòng trai cô và cô trai cô kiếm tiền, cái cảm giác kiếm tiền. Và cô chia sẻ kiến thức cùng mọi người chat với các anh em bên group. Cái đó mới là cái mà cái thế giới riêng của tôi. Và cái đó là cái đam mê, cái đó là cái công việc và cái đó là cái niềm vui. Thì các bạn làm bất cứ cái gì mà các bạn có được cái đam mê, một cái niềm vui, các bạn cảm thấy hứng thú trong đó, các bạn cảm thấy tự hào trong đó, các bạn cảm thấy niềm gọi là một cái mỗi ngày không thể thiếu nó, thì tự nhiên cái đó nó sinh về cho các bạn rất rất là nhiều tiền. Trời đất, ông nội nào bên đây nè. Ok, vừa kích một cái ông để chặn luôn, không cho vào. Ông cây long nào đó vào mở nhạc ấy. Sorry mọi người. Các bạn thấy không ạ? Cho nên làm cộng đồng nó luôn như vậy á. Cho nên cộng đồng hiền quá thì nó đeo lên bàn thờ ông bà già mình, nó ị đầy trên đó đó. Cho nên các bạn đừng ngạc nhiên khi mà ở đây nhiều anh em học viên á, họ thấy cô là một cái con người hoàn toàn khác trong group học viên. Tại vì đó là những cô đã xác định đó là người một nhà, và những anh em đó
dù cho các bạn đang làm đa cấp hay đang làm BO hay đang làm bất kỳ cái gì, thì khi trong nằm trong kênh học viên thì cô cũng xác định được một điều là các bạn đang nghiêm túc, các bạn bỏ tiền, bỏ thời gian ra đồng hành cùng kênh học viên, cùng nhau học, cùng nhau tiến, thì đó là người nhà. Còn đối với cộng đồng ở ngoài, còn ma với quỷ, mà cô nói thật, người thì ít mà quỷ thì nhiều. Cô nói đủ trò đó, vừa đó nó phát nick tôi nè, phát nick ông Phong nè, phát nick Kenzo này, lừa đảo các kiểu. Cho nên đối với cộng đồng, cô nói cô chỉ có bọn cộng đồng nó cần tôi, cho cô nói thẳng và thật luôn, cô rất cần cái bọn nó. Nó nói như vậy. Và chưa đâu, bên Facebook tôi không phải là một cái con Facebook, tôi là trên Facebook tôi chửi ít có ác lắm, tôi là một con người khác đấy. Cho nên bản chất chúng ta đời này nó là một cái vở kịch, muốn sống tốt thì phải diễn được nhiều vai, và tùy người. Bạn không thể bạn diễn một cái vai là cha, bạn không thể diễn một cái vai là cha nhà thờ để nói chuyện với một thằng du côn được, bạn không trị được nó đấy. Cho nên làm cộng đồng, các bạn thấy không, làm cộng đồng là thấy như vậy đấy. Đó, cho nên không phi được là như vậy á. Thầy em năm nay 19 tuổi vừa đi làm trai thì tới bao giờ mới thoát cảnh làm thuê? 19 tuổi thì còn dài dài nha bạn, 19 tuổi còn dài dài. Và xác định thời điểm 19 tuổi á, mà bạn đi làm thuê, bạn đừng có xác định là bạn đi kiếm tiền. Tôi khuyên thật, từ khoảng giai đoạn 19 đến 25 tuổi, bạn xác định là bạn ra ngoài đời để ăn mắm cơm, để cho đời nó ném mắm cơm vào mặt, để cho đời nó dạy mình, phải không ạ? Để cho mấy cái con vợ tương lai của thằng khác á, nó dạy mình đó, để mình đừng có nuôi nó nhiều lắm. Và giai đoạn 19 đến 25 tuổi, bạn đừng có đặt nặng kiếm tiền. Bạn hãy đặt nặng là bạn học cái gì, bạn học cái gì, bạn theo người thầy nào. Tôi khuyên thật đấy, bạn theo người thầy nào, học được cái gì. Để cô chỉ đặt một câu hỏi như vậy nè, giả sử bước đến cái năm 26 tuổi có một cái công ty, nó nói là nó thấy bạn rất là tiềm năng, nó muốn mời bạn về làm giám đốc, đây là một cái cơ hội. Nhưng lúc đó bạn nhìn lại bản thân bạn, bạn thấy mẹ rồi, quản lý nhân viên tao không biết, hồi đó giờ tao bạn bị nó nói trên đầu không mà tao làm giám đốc làm sao. Bạn có đặt trường hợp đó chưa? Hoặc là có một cái vị trí nào đó rất là cơ hội, rất là tuyệt vời đến mình, nhưng lúc đó cái năng lực mình không có để ngồi cái ghế đó. Dù cho cái người bạn đó yêu mến mình, hay một cái người nào đó yêu mến mình đẩy mình lên làm giám đốc, mình ngồi xong cái ghế mình đâu có năng lực ngồi ghế đó đâu, rất mẹ nó trong tháng đầu tiên rồi. Tại sao? Bạn leo lên cái ghế đó là bạn đang chịu hai cái áp lực. Áp lực thằng mà bỏ tiền ra thuê bạn thì nó sẽ bắt bạn cày như con trâu. Nó bắt bạn phải trả đúng lên về cái khoản tiền lớn hơn cái khoản tiền lương nó trả cho bạn mỗi tháng. Đồng thời cái thằng ở dưới là nhân viên bạn, nó sẽ đâm lên, nó nói là cao giỏi hơn thằng sếp, tại sao nó lại ngồi được ghế đó. Cho nên cái giai đoạn này là cái giai đoạn không phải kiếm tiền, mà bạn là giai đoạn để tích lũy kiến thức. Bạn phải ăn được nhiều mắm cơm ở thị trường, phải học được nhiều bài học. Sau cái giai đoạn đó rồi, đến khi cơ hội nó đến rồi, bạn phất lên rất là nhanh, bởi vì bạn có cái giá trị nội tại bên trong, giá trị nội tại tích lũy bên trong. Các bạn hình dung không ạ? Đấy, cho nên 19 tuổi đừng nói cái chuyện là làm giàu hay là làm sao khác là cảnh làm thuê. Còn dài dài, bạn còn dài dài, bèo lắm là cũng phải 5 năm, 10 năm cơ. Đấy, xác định đi. Đừng có nghĩ là 19 tuổi là giàu, không có đâu. Thậm chí mấy con chân dài mà nó lên mạng nó nói là 26 tuổi là chủ của một những cái chuỗi nhà hàng gì đó, cô nói xin lỗi luôn, cô nói hơi bị phô đó. Gái bao đó, không có chuyện đó đâu các bạn. Thật, giàu không có chuyện dành đâu. Một là nó giàu người trong trứng, hai là nó phải lấy trứng để nó giàu hết, nó phải bán trứng để nó giàu. Đấy, giai đoạn tích lũy càng bực mạnh. Đúng, đó là cái sóng Elliot. Đó là cái sóng Elliot. Anh ơi, mất bao lâu mới có thể kiếm tiền ổn định từ trade? Cái này rất là khó, bởi vì khi chúng ta trade á, nó sẽ đòi hỏi là các bạn cái giờ bay á, có nhiều bạn, có nhiều thậm chí luôn nói luôn, có nhiều anh chị em học viên họ lớn tuổi, họ không thể họ ngồi họ học những cái phân tích kỹ thuật này, thì họ phải đánh một cái hướng khác là dài hạn. Các bạn hình dung mà. Đấy, họ phải đánh một hướng khác dài hạn. Nhưng có những thanh niên, những bạn trẻ chúng ta rất là đam mê cái này, thậm chí đam mê bắt đỉnh bắt đáy nè, thích đánh ngược trend nè, đó. Nhưng mà các bạn đừng có bị cái đó, là cái đó chỉ là cái thử thách. Các bạn cần phải học được những cái bài học đó và học nhiều rồi. Ví dụ như tôi học nhiều rồi, tôi không bao giờ mà tôi đi chặn ở cái ngưỡng này, tôi sell xuống đó. Mặc dù tôi biết là sell xuống có thể ăn đó, nhưng ăn rất là ngắn, không biết là nó ở đây nó dừng lại hay nó tới đây nó dừng lại, cái này dừng lại chúng ta không biết. Thì chúng ta phải, tôi hay nói đi nói lại để vào lệnh là vì cái rủi ro thấp chứ không vì lợi nhuận cao. Các bạn hình dung mà. Và cái nếu các bạn đi theo cái tiêu chí là vào lệnh vì rủi ro thấp chứ không vì lợi nhuận cao, thì các bạn đang đi theo tiêu chí của những cái nhà đầu tư quỹ, những nhà đầu tư dài hạn.
nhà đầu tư vững bền, nhà đầu tư giỏi, nhà đầu tư quỹ cho đây chuyên nghiệp. Nó vào lệnh vì rủi ro thấp chứ nó không vì lợi nhuận cao. Còn đám đông, chỉ có đám đông muốn giàu nhanh nó mới chọn là vào lệnh vì lợi nhuận cao. 50k sell ít 100 xuống, có phải là nó đang là vào lệnh vì lợi nhuận cao không các bạn? Thế thì ở cái ngưỡng 50k này mà nó giật lên, nó giật lên 50k 500 đô thì nó banh xác mẹ nó rồi. Đúng không? Đấy. Em thầy chỉ em vài đồng coi để mua năm 25 tuổi, em là tỷ phú đi thầy. Có một cái đồng coi cực kỳ tiềm năng, đó chính là bản thân của em. Thời gian này em hãy đi học, đi làm, đi cho đời nó dạy, đi kiếm một cái người thầy ở ngoài đời, một thằng sếp nào đó nó có tâm, nó chỉ em cần bước bước vào đời. Thấy không ạ? Hoặc là kiếm một con bạn gái nào đó để bị nó dụ hết tiền, bị nó cắm vài cái sừng. Thì đến năm 25 tuổi em phát hiện là em chính là một cái đồng coi cực kỳ tiềm năng. Và đừng có mộng là bỏ vào một cái đồng nào đó rồi năm 25 tuổi giàu là tỷ phú quên mẹ nó đi, không có chuyện đó. Cái đó thực ra là có đó, nhưng nó đòi hỏi là bạn phải suy nghĩ nhiều về nó, phải có quyết tâm, đúng không ạ? Phải suy nghĩ nhiều về nó và mỗi đêm thì nhất định trong một đêm nào đó bạn sẽ nằm mơ thấy nó thôi. Các bạn hình dung không ạ? Sẽ nhất định sẽ có một ngày nào đó bạn nằm mơ thấy nó thôi, chỉ cần bạn đủ kiên trì, ngày nào bạn cũng suy nghĩ việc đó. Đấy. Thầy ơi duyệt em vào Zoom đợi một tí nha. À, ok, rồi mình duyệt cho một số bạn vào Zoom nữa. Vừa rồi lóc lại không cho mấy con yêu nghiệt nước ngoài ngoài vô nó phá. Đấy. Và cô nói các bạn hãy đầu tư vào chất xám thay vì đầu tư vào những cái giống như là à bây giờ trồng một cây sung xong rồi cứ hả miệng ra đi, để nó mọc lên mấy năm sau, năm 25 tuổi cỡ nào nó cũng rụng một hai trái vô miệng của mình. Không có đâu. Quên mẹ chuyện đó đi. Cô nói thật. Các bạn, cô nói với các bạn nha, ở đây sẵn cô kể luôn cái năm mà cô đi làm giám đốc khu vực, cô giết để cô giết khu vực, cô giết gọi là cô giành thị phần khu vực của mấy thằng giám đốc khác á. Tức là nguyên cái Việt Nam ở đây nó có bốn ông giám đốc khu vực. Sau đó cái bọn nước ngoài, bọn nước ngoài nó về nó khơi mấy thằng Việt Nam chém giết lẫn nhau. Bạn ăn tiền đâu dễ đâu. Nó bỏ ra nếu doanh số bạn thấp thì bạn bị cái khu vực khác nuốt, bắt buộc phải đi nuốt khu vực của thằng khác. Và nuốt khu vực của thằng khác ngoài doanh số ra còn phải tính về nhân lực, kéo lính đính giỏi của nó về. Không biết không ạ? Đó, tôi nói để các bạn biết là nó ở ngoài đời, trường đời nó như vậy đấy. Trường đời nó như vậy đấy. Chứ không phải là như những cái bạn học trong sách vở rồi, hoặc là bỏ một cái đồng coin nào đó thời gian giàu không có đâu các bạn. Những cái đó nó tạo nên con người ngày hôm nay của chúng ta. Chơi game nào tỷ lệ thắng cũng cao. Và đầu tư vào chất xám, chứ đừng có đầu tư vào những cái khoản biết vậy, Bitcoin năm lúc đó 200 đô cơ bỏ vào, bây giờ cô giàu, quên đi. Bây giờ quay lại quá khứ, cô nói không cần quay lại quá khứ. Bitcoin 50.000 đô mà nó rớt về 10.000 đô, cô đố ông nội bạn dám mua không? Bạn dám mua không? Bitcoin cần 50.000 đô nó rớt một phát về 10.000 đô hoặc là 20.000 đô bạn dám mua không? Lúc đó nói downtrend rồi, 20.000 đô rồi sao dám mua, nó sẽ rớt về 10.000 thôi, đợi 10.000 mua. Nó rớt về 10.000 thôi, rớt ghê quá, đợi về 5.000 mua. Bạn tại vì sao? Tại vì bản chất của những thằng thất bại thì nó luôn nhìn đến cái gì các bạn biết không? Nó luôn nhìn đến cái quả mà nó không có chịu nhận cái nhân. Bên Phật giáo người ta nói là gì? Cô không phải đạo Phật, cô không phải đạo Chúa, nhưng cô nhớ một câu rất hay của bên Phật giáo. Bồ Tát là gì? Đại loại là Bồ Tát là chú trọng cái nhân, chúng sinh thì chú trọng cái quả. Thì bên mấy thằng thất bại ở bên tài chính nó cũng như vậy á. Cô nói bị nặng nhưng đó là sự thật. Tại vì sao? Tại vì họ nhìn thấy cái quả mà. Ví dụ họ thấy anh em chúng tôi những trader như vậy, họ kiếm được rất là nhiều tiền, họ nói nó giỏi quá. Tại vì họ nhìn thấy cái quả mà họ không nhìn cái nhân, mà những thằng đó là trước đó bị thị trường lừa biết bao nhiêu lần rồi, trả biết bao nhiêu tiền cho market rồi, sắp mặt lời biết bao nhiêu rồi, đó là cái quả mà họ không nhìn thấy. Đó là cái nhân mà họ không nhìn thấy. Họ chỉ nhìn thấy cái kết quả hiện tại thôi, đúng không? Đúng không? Và những cái người mà cứ nói là bây giờ Bitcoin nó lên 50.000 đô, biết như vậy tôi mua từ cái ngưỡng 200 đô, 1.000 đô thì họ đang nhìn đến cái quả 50.000 đô này. Họ không đặt một câu hỏi là tại sao không nghĩ là Bitcoin nó sẽ lên 100.000 đô hay là 1 triệu. Thì bây giờ là cái quả bạn gieo cái nhân đi. Bạn gieo cái nhân đi rồi tương lai có cái quả. Không à? Và các bạn đầu tư kiến thức là một cái cách đầu tư cho cái nhân để sau này có một cái quả ngọt. Bạn có kiến thức trong đầu được, cô nói với các bạn đi đâu các bạn cũng không có sợ. Đừng có nói chơi coin, các bạn chơi forex hay là chơi bất kỳ cái gì các bạn cũng dễ dàng chiến thắng. Tại vì bạn có cái tư duy, hình dung ạ, chúng ta có một cái tư duy để chúng ta có thể chơi tài chính tốt được. Đấy. Rồi thêm một cái câu hỏi của một cái bạn bên kia học viên, câu này thiên về cô gái.
Cứ nói chắc nhiều bạn lại nghĩ là ông Bảo, nhưng thật ra tôi nói luôn, không phải ông Bảo đâu ha, đừng nghĩ ông tội nghiệp, đừng nghĩ ông Bảo, đừng có nghĩ tội nghiệp, đừng có nghĩ là ổng tội nghiệp ổng. Đang hỏi là anh ơi làm sao để cắt cái hàng rào bảo vệ của đối phương, tại vì trong cái buổi trước á, cái buổi Zoom mới nhất vừa rồi tôi có, buổi cuối năm này nè, cô có chia sẻ về cái ba cái hàng rào bảo vệ của đối phương, cái đó nó không phải dùng để cho chúng ta trong cuộc sống, không phải dùng dùng cho cái việc mà cô gái không, tán gái không, mà nó dùng cho cái việc là trong cuộc sống nhiều lắm. Thì bạn có thắc mắc hỏi là làm sao để em thích cái cô đó, hay làm sao để tán cô đó, nhưng mà cô đó bật nhiều cái lớp phòng vệ quá, bật nhiều cái lớp bảo vệ quá, em không gần lại cô đó, em chỉ ở, em đối với em với cô đó chỉ ở một cái ngưỡng khoảng cách là bạn bè bình thường thôi, không được thân nữa, chứ đừng nói là cái viện bên giường của nó thẳng mà thật như vậy, thấy không ạ? Cô gái hỏi gái nó chứ, đúng rồi, nó hỏi, tại vì bạn Bảo Phúc này, bạn không có biết là vừa rồi mình có chia sẻ về ba cái vòng bảo vệ của một con người á. Một cái vòng là ở cái, một cái hàng rào bảo vệ của một con người tự động bật lên, cái vòng tròn đó là cái vòng tròn cộng cộng công 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 cộng, cái vòng tròn công cộng, không, mà một cái vòng tròn nữa thì nó nhỏ hơn là vòng tròn của bạn bè, một cái vòng tròn nhỏ hơn nữa là cái vòng tròn của người thân đấy. Có những cái vòng tròn tắt hết hoàn toàn thì nó là vợ chồng, đó là gì đó tắt hoàn toàn không phòng vệ, không mà có gì bản chất bạn muốn tiếp cận đối phương để làm bạn hay làm cái gì đó, bất kỳ cái gì đó, thì bạn đều phải tắt những cái vòng tròn đó. Nhưng câu hỏi là làm sao để tắt cái vòng tròn đó? À, buổi Zoom nào em không nghe hay vào muộn, buổi Zoom đó là trong đây nè, có lưu lại những buổi Zoom trước, đều có lưu lại buổi Zoom 30 code của cái chia sẻ đấy, lên nghe lại, lên kênh Rickkid Trading này, click vào nghe lại, nhớ click đăng ký, thấy hai click đăng ký không mà để lại một cái comment cảm ơn, tôi cũng thấy vui, thấy không ạ? Đấy, vừa nay nghe lại rồi, và quay lại báo vòng tròn đó, câu hỏi đặt ra làm sao để cắt nó. Có một cái cách cắt dễ nhất, cách cắt dễ nhất, thay vì các bạn đặt một câu hỏi là làm sao để cắt cái vòng bảo vệ của đối phương, thì các bạn hãy đặt một câu hỏi là tại sao đối phương lại bật cái vòng bảo vệ đối với mình, nó lại hay hơn, đúng không? Ví dụ bạn muốn cắt cái vòng bảo vệ đó là bởi vì em muốn nghe trực tiếp cười muốn đau bụng, đúng không? Bạn muốn cắt cái vòng, cái người đối phương của bạn là khách hàng của bạn, đối tác của bạn, bạn gái mà bạn đang định tán á, định cua á, thì họ bật cái vòng bảo vệ bởi vì họ cảm thấy không an toàn. Thế thì cái việc của bạn, bạn muốn cắt nó là bạn hãy cắt cái vòng bảo vệ của bạn trước, để đối phương cảm thấy an toàn. Các bạn hình dung mà, để đối phương cảm thấy an toàn thì họ sẽ tự động họ cắt. Cho nên bạn không cần làm gì cả, bạn không cần tấn công đối phương. Bạn hãy dùng cái tấm chân chân thành của bạn, hãy dùng tấm chân tình của bạn, bạn tiếp cận đối phương, bạn cắt hết những cái vòng bảo vệ của bạn. Nếu có một cái sự cố nào đó mà nó làm cho bạn cảm thấy, ví dụ một cái sự việc nào đó nó sẽ làm cho bạn cảm thấy là à, nếu bạn làm cái điều đó thì bạn sẽ bị thiệt thòi, mà cô ấy sẽ được cái việc thiệt lợi, có nghĩa là bạn phải hy sinh cái lợi của bạn để cô ấy được lợi, thì đó lại là một cái điều, một cái cơ hội may mắn để bạn thể hiện cho cô đó biết là bạn bạn tắt những cái vòng bảo vệ đó, để cô đó bật cái vòng bảo vệ của cô, nhưng mà bạn tắt cái vòng bảo vệ của bạn, hình dung mà, có nghĩa là bạn phải có một cái sự hy sinh và một cái gì đó xuất phát từ cái tâm của bạn ra. Khi bạn xuất phát cái đó rồi thì tự động đối phương họ cảm thấy an toàn, họ cắt cái những cái vòng bảo vệ đó, cắt, đúng không ạ? Cho nên ví dụ như trong những cái cuộc gây gỗ, hay cô nói một cái rất là, đây là một cái tư duy ngược của người Do Thái ấy, hay như bên cộng đồng á, bên cộng đồng nó hay có một câu vui lắm, nó nói là những cái người mà hay nói đạo lý thì sống như như lòng vậy đó, đó sống như lòng vậy đó. Cho nên cô mới nói là ủa cái lòng nó đẹp mà ai, chứ cô Lam cô đam mê cái lòng lắm à, cái lòng đó là cái sinh ra chúng ta đấy, nó đẹp lắm á, cô đừng có đam mê lắm á. Cho nên ai nói sống, mấy người nói ai nói đạo lý sống như lòng, cô nói riêng tôi nha, cô nói đạo lý cô sống tệ hơn cái lòng nữa. Thế là họ nghe xong họ cười và họ không còn nói gì nữa. Tại vì sao? Tại vì nếu như nhiều người, chúng ta xác định nhiều người nói bạn là sống đạo lý, sống như cái lòng gì đó, thì đó là lỗi của bạn. Nhưng nếu chỉ có một vài thằng nó nói thôi là chưa chắc. Các bạn hình dung mà. Và cô rất là trên Facebook thì cô rất là dân chủ, cô cho nó tự do phát biểu, nhưng nó phải phát biểu đúng ý cô, sai cô lóc thấy mẹ nó luôn. Không, dân chủ như vậy thôi chứ. Không mà. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có tiền, chúng ta có quyền, chúng ta có đủ thứ, chúng ta có hầu như chúng ta có tất cả luôn, tự nhiên chúng ta phải đi sống theo những cái lời của nó làm gì? Cái nào không vui để đít nó đi, đời nó ngắn lắm. Cuộc đời anh em mình 24 tiếng, hai một ngày 24 tiếng đúng không? Cứ hỏi các bạn đi làm các bạn mất 8 tiếng đúng không? Các bạn đi ngủ các bạn mất 8 tiếng nữa là 16 tiếng mẹ nó rồi.
thì một ngày 24 tiếng có phải là bạn đang mất cả nửa thanh xuân không? Đúng không? 24 giờ, một ngày 24 giờ bạn mất 8 tiếng đi ngủ, 8 tiếng đi làm, bạn mất nửa thanh xuân. Đúng không ạ? Mất một nửa thanh xuân xong tôi hỏi ngược lại bạn, bạn có tính thời gian bạn ăn uống ỉ đái không? Bạn tính thời gian bạn quan hệ vợ chồng không? Bạn tính thời gian bạn dành cho người thân không? Vậy tôi hỏi bạn, bạn còn bao nhiêu thời gian bạn dành cho chính bản thân bạn? Vậy mà đi mất cái thời gian cho mấy thằng như vừa rồi mới đây luôn, trong group học viên nó ghi nè. Nó gửi cho tôi một đống hình, nó là một cái thằng nào nước ngoài nó nói là chào bạn, bạn đầu tư gì đó hầm bà lằng, nó chọi mất thời gian với mấy thằng này làm gì? Thời gian mình quý báu lắm. Mình chỉ dành thời gian mình làm cho cái người thân của mình, hoặc mình làm cho người nào đó, hoặc công việc gì đó mà nó lòi ra tiền thì ok. Tại vì tiền mang về hạnh phúc cho mình. Cho nên ngành tài chính này cái gì không có tiền đừng làm. Và không cần đúng sai, ngành này không cần đúng sai, chỉ cần cả bản thân cảm thấy sướng là được rồi. Các bạn hình dung mà, cho nên ở ngoài của nó nói cái gì nó nói kệ chúng nó. Đúng không? Chỉ cần chúng ta biết chúng ta giỏi, chúng ta có tiền, chúng ta thành công cái gì đó gì đó và không làm việc trái với lương tâm là ok rồi. Đúng không ạ? Đấy, đó là cái lời khuyên, quay lại cái câu nói là cô mới nói là làm cái gì các bạn hãy có một cái niềm đam mê. Các bạn đừng chú trọng là các bạn kiếm tiền, các bạn chỉ cần làm cái công việc đó mà có đam mê, có hứng thú thì tự động cái đó nó sẽ sinh ra tiền của các bạn tin cô đi. Các bạn tin cô đi. Thấy không ạ? Đó. Rồi, tiếp nữa. Có một bạn hỏi là ở trong cái môi trường công ty của em chán quá. Nó đấu đá nhau nhiều quá. Cô nói với các bạn không tránh được cái việc đó. Bạn nó đòi nghỉ việc, cô nói là không nên nghỉ việc, bạn không nên. Trong môi trường công ty nó sẽ có hai cái loại tranh. Một cái là đấu tranh và một cái cạnh tranh, bạn phải phân biệt kỹ. Đấu tranh là gì? Đấu tranh là bạn bị áp bức, bạn bị sếp cấp trên chèn ép, bạn phải đấu tranh. Đúng không ạ? Thì là đấu tranh, một cái gì đó áp bức. Nó đi ngược lại bạn, nó đi ngược lại với lợi ích gì đó, lợi ích, nguyện vọng hay mức lương gì đó các bạn. Các bạn đấu tranh thì có loại đấu tranh đó thì trong công ty không nên có, bạn nên nghĩ đi, bạn không happy bạn nghĩ, bạn cũng đừng có chửi công ty là cái lọ cái chai hay là thằng sếp của bạn như thế nào. Bạn không happy bạn chỉ lặng lẽ bạn nghỉ việc thôi. Xong tìm cho khác. Đó là cái phong cách của những người lãnh đạo á. Chứ đừng có nghĩ rồi đi chửi xấu công ty. Đó là đấu tranh, còn một cái nữa là cái cạnh tranh. Nếu công ty mà có sự cạnh tranh bạn nên vui. Cạnh tranh là cái người đó cùng phe của bạn, cùng đồng đội, đà đồng đội của bạn, cùng chiến tuyến của bạn nhưng có sự cạnh tranh với nhau. Và cái cạnh tranh này nó hay có một cái sự là ganh tị. Thấy không ạ? Cái sự cạnh tranh này nó làm cho bạn cứng cáp hơn. Ví dụ như hồi nãy cô nói, trước đây cô làm giám đốc khu vực toàn quốc Việt Nam chỉ có 4 ông thôi. Và 4 thằng này nó ngồi nó cạnh tranh với nhau, nếu thằng nào yếu thì phải nhả khu vực cho thằng khác nuốt. Đấy, mà khi mà các bạn biết cô mà lấy khu vực của nó, của bất kỳ thằng nào được, cô nhận một cái cục chi phí rất là lớn. Một cái marine rất là lớn, một cục chi phí, một cái budget rất là lớn. Lúc đó cô tự, cô tính và cô ăn rất là nhiều trên đó. Cô nói thẳng mà thật luôn, cô chặt trên đó, cô rút ruột trên đó rất là nhiều. Đó, đó là cái sự cạnh tranh. Và tại sao có sự cạnh tranh? Khi xuất hiện cái sự cạnh tranh đó, bạn phải phân biệt ra được. Nếu là đấu tranh, bạn không happy, bạn nghỉ đi. Còn nếu mà nó là cạnh tranh, bạn nên happy, bạn nên vui. Và trong cái cạnh tranh đó, bạn phải chia ra là cạnh tranh tốt hay là xấu. Nếu mà là cạnh tranh tốt á, thì thường á, những cái cạnh tranh tốt á, những cạnh tranh mặt tốt á, thì bạn, những cái người đó đang cạnh tranh bạn thì họ sẽ, bạn để ý thì họ sẽ tìm cái nguyên nhân, họ sẽ tìm cái lý do, họ sẽ tìm cái, phải là gọi lý do, mà họ sẽ tìm cái nguyên nhân, họ không có đổ lỗi. Ví dụ hai thằng mà cùng làm với nhau trong công ty mà nó họ cạnh tranh với nhau, họ sẽ tìm cái nguyên nhân tại sao thằng đó nó hơn mình, tại sao doanh số nó nhiều hơn mình, lính nó giỏi hơn mình hay như thế nào, khu vực nó ngon mình như thế nào. Cái đó là bạn nên happy khi có cái sự cạnh tranh tốt đó. Còn cạnh tranh xấu là gì? Cạnh tranh xấu trong cái môi trường nó xảy ra khi nó đổ lỗi và những thằng đó càng thất bại. Lúc đó bạn đã càng không nên quan tâm nó. Ví dụ hay đổ lỗi là gì? Ví dụ nó nói là chẳng qua là thằng này nó vô làm trước mình. Đó là đổ lỗi. Hoặc là gì? Chẳng qua là gì? Cái mệnh của nó hợp với ông sếp mình. Hay là chẳng qua khu vực nó lớn hơn mình. Chẳng qua nó được bà sếp ưu ái hơn mình. Thì những thằng đó các bạn không cần quan tâm nó mãi mãi nó đứng sau phía sau các bạn. Các bạn vô mà. Đấy. Và thường những cái người đổ lỗi thì họ nhìn vô cái quả không à. Ví dụ họ nói nếu như mày đừng có tưởng mày ngon, tao mà vào trước một năm giống như mày thì chưa chắc bây giờ mày ngon tao chẳng hạn. Thì những thằng đó là những thằng thất bại. Tại vì họ nhìn vô cái quả hiện tại không à. Trong khi họ không đặt một câu hỏi là cái nhân trước đó, hoặc là bây giờ họ gây cái nhân trước đó để họ tạo cái nhân trước bây giờ đi để nhận cái quả tương lai. Đấy, thì những thằng đó các bạn né ra không cần quan tâm đó. Rồi, tiếp đến nữa là
Tiếp đến nữa là các bạn đừng đừng có cố đừng có mị bản thân các bạn, đừng có mị bản thân các bạn, đừng có mị bản thân có nghĩa là gì? Các bạn đừng có, ở đây rất là nhiều người đi mất rất là nhiều tiền đi học những cái khóa là tư duy gì đánh thức sự giàu sang gì đó, hay là đánh thức tiềm năng gì đó, và hay cái đó hay gọi là mị bản thân á. Hoặc là tôi gặp rất là nhiều bạn ở trên 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 Facebook á, họ hay làm những cái livestream là 99 cái live buổi livestream gì đó, để cho mình gì đó tự tin hơn, hay là dậy sớm để thành công gì đó, thì những cái đó là cần bị bản thân đó. Các bạn biết những cái người mà người ta dậy sớm á, hầu hết những cái người mà dậy sớm thì họ thành công, nhưng không có nghĩa là những cái người hầu hết những cái người thành công thì họ có thói quen dậy sớm, nhưng không có nghĩa là những cái thằng mà dậy sớm thì nó sẽ thành công đó các bạn không? Các bạn biết không ạ? Nó ngược lại đấy. Tại vì sao các bạn biết những cái người mà thành công họ dậy sớm? Tại vì họ nhận thức được họ phải dậy sớm để họ làm một cái việc gì đó quan trọng đối với họ. Chứ không có nghĩa là chúng ta phải dậy sớm như những thằng đó và chúng ta thành công. Nó cũng giống như cái việc là các bạn đừng thấy cái tài khoản của đang mua cái này, tài khoản là cô đang mua con Uni và con LKC, xong các bạn nói à mua hai con này thì tương lai nó sẽ lên rất là nhiều. Sai nha, các bạn không biết cô khác lúc nào đâu, không biết cô nhảy hàng lúc nào đâu. Đó là cái sự khác biệt nhau. Và chúng ta sống, chúng ta đừng có tự mị bản thân, chúng ta ngu cái nào chúng ta nhận cái đó, chúng ta yếu cái nào chúng ta đi cập nhật cái đó. Các bạn hình dung mà. Và các bạn đừng có dạy mà đi vào những cái gọi là nghe những cái công thức làm giàu của bất kỳ ai đó rồi cứ đi 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 học ba rem theo, mà các bạn hãy tập trung, các bạn đầu tư vào cái giá trị nội tại của các bạn á, cái kiến thức bên trong của các bạn á. Năm 2020 ở cái buổi Zoom cũ tôi nói rồi là một cái năm cực kỳ tiềm năng. Nếu năm 2020 này bạn không kiếm được tiền thì nó không phải là lỗi của xã hội, không phải là lỗi của thị trường, mà nó là lỗi của bạn. Tại vì năm 2020 này xu hướng nó rất là dễ, rất là rõ ràng luôn, cực kỳ dễ để kiếm tiền luôn, mà bạn không kiếm được tiền nữa thì bạn forget nó đi. Tại vì sau năm 2020 tôi nói luôn với các bạn, Việt Nam đánh thuế sắp mặt lời cho coi nha, trader rất là khó thở bây giờ, cho nên năm năm nay mà bạn không kiếm được tiền trong một năm đó, một năm rưỡi nữa, các bạn không có khả năng kiếm đâu, đúng không ạ? Trong cái buổi Zoom này cô có nói về cái năm 2021, đúng rồi, sorry, không phải 2020, năm 2021. Trong buổi Zoom này cô có nói năm 2021 là một cái năm tiền rẻ, FED, đảng dân chủ của bên 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 Mỹ nó đang nắm thượng viện, hạ viện và cả tổng thống, thì nó vẫn sẽ duy trì một cái chính sách mà trước đây những lần mà đảng dân chủ nắm họ đã và đang làm, họ vẫn sẽ in tiền ào ạt, đúng không ạ, để họ vực dậy thị trường. Thì cái dòng tiền nó tung ra ào ạt thì cái công thức về kinh tế vĩ mô trước đó tôi cũng có chia sẻ rồi, ai không biết thì lên nghe lại, nó sẽ làm cho vật giá tất cả đều leo thang, từ vàng, bitcoin nữa các kiểu. Các bạn phải đặt câu hỏi tại sao bitcoin nó phải phá được 20.000 đô mà lên đến 50.000 đô, một cái mốc nó lên như rồng, lực nó lên như rồng, như cọp vậy đó. Tại sao nó lên như vậy? Dòng tiền nó đổ vào, dòng tiền đổ vào. Và Bitcoin là một cái thị trường, là một cái nơi mà bọn 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 gọi là tà đạo á, nó chuyển tiền rất là nhẹ nhàng, trả tiền rất là nhẹ nhàng, chuyển tiền rất là nhẹ nhàng, nó không nó thoát được những cái con mắt chính thống để kiểm soát đấy. Rồi, để xem còn câu hỏi nào nữa. À, còn một điều nữa là cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là cứ vô tình có đọc được ba dòng ở trên Facebook, ở đâu đó trên Facebook rất là hay. Đó là bạn không thể nói những thứ mà bạn không biết, bạn không thể dạy những cái điều mà mình không bạn không làm, bạn không thể chia sẻ những cái thứ mà bạn không có. Tôi thấy ba câu này rất là hay, và nghiệm lại nó nằm trong cuộc sống, hầu như nằm trong cuộc sống chúng ta, không ạ? Cho nên nếu các bạn lên trên cộng đồng, các bạn lên trên mạng gì đó mà các bạn muốn học bất kỳ ai, muốn theo bất kỳ người nào, tôi khuyên là các bạn nên tìm hiểu về về đối phương và nghiệm xem những cái điều họ nói họ làm được hay không, đúng không ạ? Tại vì sao? Trong ba câu nói nãy tôi nói rồi, bạn không thể nói những thứ mà mình không biết, bạn không thể dạy những cái điều mà mình không làm, đúng không ạ? Bạn sẽ không thể chia sẻ mà những điều mà mình không có. Cho nên dù cho mối quan hệ là tình bạn, tình yêu hay là thầy trò hay gì đó, thì các bạn cũng nên đi đi test những cái thứ đó bằng bằng test thực tế, chứ đừng có xem họ show tài khoản, đừng xem họ show tài khoản. Cô nói với các bạn, cô rất là ít show tài khoản, chỉ có bên kênh group chat hay là kênh học viên thì còn biết là cô đang dùng bao nhiêu tài khoản và tài khoản có bao nhiêu tiền như vậy, hình dung không? Tại vì sao? Tại vì cô nói thật với các bạn nha, những cái này là lợi nhuận ảo trên giấy,
Bây giờ cô thấy nó là 1.220 mấy, bây giờ nè 218 triệu, hồi nãy 220 mấy triệu, nó bây giờ là 218 triệu. Và giờ cô hỏi các bạn bản chất cái tài sản nó là bao nhiêu? Đây chỉ là cái ảo thôi. Khi nào cô chốt ra hết tiền Việt Nam đồng nó mới là tài sản của cô ơi. Cho nên những cái này là những ảo trên giấy. Khác thì đối với những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ không bao giờ họ bỏ một cái khoản tiền lớn của họ vào một cái nơi rủi ro mà tiền nó nhảy lên nhảy xuống như Dambada kiểu này, không bao giờ. Bạn hình dung à? Mà họ có đi chăng nữa họ không bao giờ bỏ nhiều tiền vào trong đây. Cho nên các bạn phải hiểu một cái tư duy tài chính bất di bất dịch của những cái người mà chuyên nghiệp. Cô không nói cô giỏi, nhưng tư duy tài chính chuyên nghiệp là họ không bao dòng tiền của họ, họ chỉ bỏ vào những cái nơi an toàn như vàng vật lý, đô la, bất động sản, là những cái cầm sờ nắm được, các bạn hình dung không? Còn những cái ảo ảo chỉ số này nè, đây chỉ là những lợi nhuận ảo trên giấy nè, họ không bỏ vào nhiều tiền. Cho nên những thằng mà nó bỏ vào rất là nhiều tiền mà nó show ra cho các bạn thấy trên mạng á, những thằng đó có mục đích. Và cơ duy tài chính nó rất là kém. Nó rất là kém khi nó bỏ vào, nó bỏ tiền vào, bỏ cái khoản tiền của nó vào những cái nơi mà rủi ro như vậy, các bạn hình dung mà. Đấy, cô chỉ các bạn cái cách đánh giá một cái người như thế nào á. Đó. Đó, cho nên rút kinh nghiệm. Những thằng mà cô nói luôn hay show rồi nó rỗng ruột. Nó rỗng ruột, năng lực nó không có. Năng lực nó có, nó không bỏ nhiều tiền như đây. Trong cái group chat của chúng ta, tôi đã cần cho các bạn thấy đúng không? Có rất là nhiều anh chị em bên học viên, thậm chí cả cộng đồng cũng không phải học viên. Một cái người cao thủ họ không cần phải có 10.000 đô trong tài khoản để họ đánh lên 20.000 đô, họ không cần. Họ không cần bỏ vào 10.000 đô để họ đánh lên 20.000 đô. 1.000 đô. Họ rút đều đều 200, 500, 200, 500, 200, 500, họ rút đều tay luôn. Sau đó gom gom lại x3, x5 tài khoản bình thường. Cho nên bản chất một người trader chuyên nghiệp, một cao thủ thì họ có một khoản tiền ít, họ vẫn có cái là một cái cọng cỏ trong tay của họ, họ vẫn là vũ khí. Không không cần phải đao co búa lớn bỏ vào 50.000 đô, 100.000 đô, tỷ gì đó. Không cần. Các bạn hình dung không ạ? Hiểu biết không ạ? Đấy. Không cần. Cho nên những cái người mà thật sự giỏi và tự tin vào cái phân tích kỹ thuật của mình thì họ cầm trên tay, ví dụ như tài khoản trading bông cô nói luôn á các bạn, rất là bé mà cô rút tiền đều tay luôn á. Đây cô cho các bạn xem. Tài khoản rút tiền đều tay à, gần đây nhất là rút 3k đây đây, cô hay rút là cô cho mọi người xem mà, đúng không ạ? Tài khoản cô không hề lớn nha các bạn, tài khoản cô không hề lớn, tài khoản cô đâu đó dưới 5.000 đổ lại, cô rút đều tay 13.000 rút 2.000 7.000 8 1.500 3.000 3.000 rút đều tay đấy, đúng không ạ? Đó. Và cô không bao giờ để tài khoản cô vượt quá 5.000. Nó vượt quá 5.000 hay là nó lên 7.000, 8.000 là cô phải rút ra, rút đều ra. Đấy. Và bạn, tại vì sao? Tại vì đối với tôi, Marine nó chỉ là một cái vũ khí để cô đi săn thôi. Và thành quả cô săn về là cô phải rút ra, cô bỏ vào exchange hết. Cô bỏ vào bất động sản, bỏ vào vàng, vật lý. Thấy không ạ? Đó là lời khuyên. Và nhớ nha, Bitcoin đừng bao giờ đi sell nó nha. Cái đà này nó đang lên, nó chứ không đùa đâu. Nó lên nó có thể là mức 50k nó phá đấy. Trừ khi có một cái tin nào rất là xấu làm cho Bitcoin rớt, chứ cái lực này là nó sẽ lên. Phải không ạ? Rồi, buổi chia sẻ của mình hôm nay đến đây thôi. Xem anh em còn câu hỏi nào thì mình sẽ trả lời dần dần cho mọi người. Còn không thì chúng ta tạm ngưng ở đây. Trả lời câu hỏi cho 7 bạn kia luôn. Đấy. Các bạn nãy ai bị rớt, bị out ra ngoài có thể nghe lại cái clip này mình up lên đó. Sell các cây ít 100 BTC thôi cũng được, nhưng mà đi vol nhỏ thôi. Các bạn có thể thử một cái cảm giác đó, thử cái cảm giác để chinh phục đỉnh đó, nhưng đừng có dại bỏ cây nhiều vào, thử để biết. Tại vì nó dễ lắm, giống như chúng ta chạy xe đạp, chúng ta mà không té chúng ta không biết chạy, phải té nhiều lần chúng ta biết chạy. Thì cái việc chúng ta là chúng ta đừng có để té nặng quá, té thương nặng quá, nhẹ nhẹ thôi để biết cái cảm giác là đo đường như thế nào, để biết cái cảm giác là mặt đường thật sự nó cứng hơn cái mặt mình, đúng không ạ? Chứ đừng có dạy mà được cái mặt cà sát quá xuống dưới đó. Cứ trải nghiệm, mọi thứ đều là trải nghiệm. Rồi. Xem còn nếu không còn câu hỏi nào nữa thì chúng ta tạm ngưng ở đây nha. Bye mọi người nha. Riêng team học viên thì mùng 10 chúng ta mình sẽ báo một cái lịch zoom lại, bắt đầu lại khóa mới hoàn toàn, kiến thức mới hoàn toàn để các bạn mới ôn lại được học lại nghe lại luôn. Có thể là vào ngày mùng 10 hoặc là ngày mùng 11 ấy, để mình xem lại lịch. Bữa giờ code này mình bận quá trời. Đấy. Rồi bye mọi người nha. Bye mọi người.